Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình xin được chia sẻ với các bạn về cái cách mà chúng ta kiểm tra một cái van điện từ xem nó đóng mở như thế nào, cái trạng thái của nó hiện tại như thế nào ở trên cái bộ điều khiển RBC AMT31E đó. Thì trên cái bộ điều khiển này thì nó dùng cho rất nhiều các cái dòng máy của Toshiba. Đây, các bạn có thể thấy đây là cái dàn lạnh của nó này. Đó, cái dàn lạnh của nó bên trên đấy. Thì cái này nó là MMD đấy, và một số cái dòng MMU hay là MMP đấy, MAP. Đấy, rất nhiều các cái dòng máy mà cassette rồi máy VRV nó hay sử dụng cái bộ điều khiển như thế này. Với cái bộ điều khiển này ấy, thì cái cách mà chúng ta kiểm tra van là các cái bước kiểm tra như sau. Đó, đầu tiên là các bạn nhấn đồng thời hai cái phím này nhá, phím test và phím color này này. Đó, các bạn nhấn giữ khoảng 5 giây. Đó thì nó hiển thị lên các cái tham số trên này. Thì bên cạnh này là cái parameter các bạn nhá, tức là cái code này, code nâu nó là cái trị số của các cái như là van rồi sensor nhiệt độ đó. Còn bên đây là cái giá trị của nó này, đây là parameter, đây là giá trị này. Đó thì các bạn dùng cái phím thêm lên xuống này nhá, các bạn điều chỉnh cái tham số này. Đó thì cái tham số 08 này nó chính là cái tham số mà của cái van điện từ. Van điện từ nó nằm ở bên trên dàn lạnh nha các bạn nhá. Đó thì cái tham số 08 này này, tham số 08 chính là tham số của van điện từ. Đó thì hiện tại cái van điện từ nó đang báo là mở 50%. Đó và cái van điện từ này thì mở nó căn cứ vào cái nhiệt độ đầu dàn cuối dàn. Đó thì đấy, bây giờ các bạn thấy không? Vừa mới ấy nó đã chuyển đến 56% rồi, nó đang mở cái mức 56%. Thì chúng ta kiểm tra cái giá trị van này để chúng ta biết được là cái van nó đã còn hoạt động tốt hay không. Thì ví dụ như là nó mở như này rồi mà cái dàn nó không mát chẳng hạn, thì có thể là van nó hỏng, hoặc là bản thân mà cái phòng rất mát, cái gió ra, tức là cái gió ra vẫn mát bình thường ạ, mà cái van này nó báo mở rất nhỏ. Đấy, thì chúng ta phải theo dõi xem, chúng ta hạ nhiệt độ xuống xem cái giá trị này nó có mở ra hay không. Thì như này nó đang mở dần này, nó đang báo mở dần, thì cái mức mở của nó hiện tại 63%. Và cái van này ấy, thì nó được khống chế bởi các cái cảm biến nhiệt độ. Thì chúng ta có thể dùng cái này chuyển về các cái cảm biến nhiệt độ. Thì đấy, như này nhá, thì cái tham số 01 này này, thì nó chính là cái nhiệt độ ở đây, nó chính là cái cảm biến nhiệt độ nó đo tại cái điểm này các bạn nhé. Thì các bạn cũng có thể kiểm tra là cái nhiệt độ phòng hiện tại thì nó báo là 27. Thì cái nhiệt độ phòng này nó đang lớn hơn nhiệt độ đặt là 25 chẳng hạn, thì cái van kia nó sẽ phải mở to ra. Đấy, còn nếu mà nhiệt độ phòng này mà nó lạnh hơn rồi thì cái van nó phải đóng lại, đúng không ạ? Thì căn cứ vào đấy chúng ta cũng có thể là kiểm tra được là cái van nó có hoạt động tốt hay là không. Đó, và cái tham số 02 này nó chính là cái buồng, tức là cái con cảm biến mà nó ở đây, con 02 đây các bạn này, thì nó còn là con TA nhé. Đấy, nó là con TA này. Cái con TA này nó nằm ở cái đường hồi của cái quạt, tức là nó nằm ở phía trên của cái dàn nhé, tức là phía đường hồi của cái quạt. Đó là con 02 này. Và tiếp theo là con 03. 03 thì nó chính là con này các bạn này. Đây, 03 đây nhá. 03 thì nó chính là cái con mà TCG này, tức là cái con ở đầu dàn. Đó, tức là sau cái van tiết lưu ra, sau cái bộ mà chia này, này. Đấy, thì ra thì nó là con TCG, nó đang là 3 độ các bạn nhá. Thì van mở thì đương nhiên là con này nó phải lạnh rồi. Đó, và sau khi mà giải nhiệt xong, tức là cái con đầu dàn này nó giải nhiệt, thì chúng ta sẽ chuyển đến con số 5 này, 05. 05 thì như thế này, là con này nó đang báo là 66 độ, có nghĩa là con sensor này bị hỏng rồi các bạn ạ. Đó, cái đầu cái cuối dàn nó không phải là lên sensor là 66 độ được. Đó thì con này nó đang bị hỏng.
thì nó dẫn đến là nó điều khiển cái van cũng bị sai, rồi điều khiển tốc độ quạt cũng sai các bạn nhé. Đó. Và con số 8 này thì như chúng ta thấy là 95%, bởi vì là cái con số 5 này nó báo như này là quá cao nhá. Số 5. Đây thì con số 5 là con này các bạn này. Thì về nguyên lý của nó thì khi mà van tiết lưu nó mở to đó, thì cái dàn nó lạnh xuống. Dàn lạnh xuống thì bản thân con 11 này nó rất lạnh vì nó chưa được giải nhiệt. Đó. Tuy nhiên sau khi mà qua dàn rồi, cái quạt nó thổi bớt cái hơi lạnh đi, nó thổi cái hơi lạnh ra rồi, thì cái con đằng sau này này đương nhiên nó sẽ cao hơn con đằng trước này một chút thôi, ví dụ như là trên nhau khoảng 5 độ chẳng hạn. Đó, thì con số 5 này nhá, số 5 chính là cái con mà cái chỉ số số 5 này nó là cái con TC1, cái giá trị TC1. Đó, thì khi mà hai cái con này này mà nó chênh lệch không nhiều, có nghĩa là hai con này mà nó bằng nhau nhá. Đó, thì các bạn phải kiểm tra lại cái quạt này. Cái quạt này nó có bị yếu hay không? Tức là đôi lúc là cái quạt này nó chạy là không đúng cái tốc độ, hoặc là có một số cái trường hợp là khi bảo trì xong nó lắp ngược cái quạt này. Đó, thì cái gió ra yếu thì chúng ta kiểm tra hai cái nhiệt độ 03, 05 này thì các bạn biết ngay là cái quạt nó có vấn đề hay không, đúng không ạ? Đó. Thế còn cái số 2 này này thì là nó đo cái nhiệt độ phòng về, tức là nó nào cái nhiệt độ phòng nó báo, nó hút ngược vào đây xong nó thổi qua dàn này ra cái không khí mát. Đó. Thì đó là cái giá trị 05 nha các bạn nhé. Thế còn cái 04 này này, 04 nó chính là cái đường cái con TC2 này. Thì con TC2 này nhá, nó nằm ở sau cái van tiết lưu. Đó. Thì cái con này này, nếu như cái van tiết lưu của chúng ta mà mở van điện từ này này mà nó mở quá nhỏ đi thì cái chỗ này thường rất lạnh nhá. Đó. Nhưng mà khi mà nó mở lớn lên một chút thì cái chỗ này này thì thường là nó sẽ lên nhiệt độ cơ khoảng độ 19 đến 20 độ gì đấy. Thì đây là cái đống ga vào qua cái van tiết lưu. Thì van tiết lưu mở to thì thường là con này nó sẽ lên. Đó, lúc đầu chạy có thể nó hơi thấp bởi vì cái van điện từ nó mở từ từ mà. Nếu nó mở nhỏ cái thì con này nó xuống rất thấp này, nó bay hơi ngay tại đây. Đấy các bạn ạ. Đấy, còn sau khi mà nó đủ ga rồi thì nó sẽ bay hơi ở đằng này. Thì kiểm tra được các cái con cảm biến này. Đấy các bạn, đấy cái mã 03 này, 04 và 05. Đấy. Thì các bạn đã có thể là phán đoán được là cái van này nó mở như thế nào. Nếu cái van này mở rất nhỏ thì con này sẽ rất lạnh. Đấy, nếu con này mở rồi mà con này lạnh, con này cũng lạnh như thế, tức là hai cái này không chênh thì có nghĩa là quạt có vấn đề. Đấy, các bạn thấy không? Còn nếu như con này mà nó mở nhỏ thì tức là nó mở mà nhỏ đấy, mà trong cái quạt chạy bình thường nhá, con này bắt đầu hơi mát. Mát này. Mà con này lại tương đối nóng, có nghĩa là nó giải nhiệt hết. Ví dụ như con này là 3 độ mà con này nó giải nhiệt ra tận là 20 độ chẳng hạn. Thì đồng nghĩa với cái dàn này đang thiếu ga nhá. Thì nó thiếu ga thì có thể là chúng ta suy đoán là do cái van này nó mở chưa đủ, hoặc là nó có vấn đề, có nghĩa là nó không mở. Có thể là nó mở, nó chết ở cái ngưỡng là mở nhỏ thì nó sẽ có ga qua. Tuy nhiên ấy thì cái đầu này nó sẽ không còn nhiệt độ nữa vì thằng này nó giải nhiệt hết rồi. Đó. Thì chỉ cần một số các cái bước kiểm tra như vậy cộng với cái sơ đồ, các cái giá trị tham số ở trên đây. Đấy, thì các bạn chú ý nha, mình ra lại một lần nhá. Thì đầu tiên các bạn vào cái giá trị mà 01 này này thì đó là của con này. Của con tại phòng này này. Để nó làm cái căn cứ so sánh nhiệt độ phòng này với nhiệt độ đặt để nó đưa ra cái lệnh là mở van hay đóng van. Đó. Và cái tham số mà 02 này thì nó là cái tham số của con cảm biến ở đít. Đó, đít đi quạt ở trên kia. Đó. Và cái con tiếp tục là các cái con như là 03 này. Rồi là 03 thì nó là cái con này. Đó, trước dàn nhá, đầu dàn nhá. Con này thường lạnh này, con này thường là nhiệt độ nó rất thấp này. Đó, và tiếp theo là con 05 này. 05 thì như con này nó đang có vấn đề các bạn nhá, nó không thể lên 66 độ được. Bởi vì không khí trong phòng nó còn không được 66 độ. Đấy, thì con này nó thường là nó cao hơn cái con 03 một chút.
Đó, nó cao hơn cái con này một chút, tức là khoảng độ chênh khoảng 5 độ thôi, 5-6 độ gì đấy. Đó thì chúng ta có thể kiểm tra được. Như con này đang có vấn đề nhá, thì sắp tới mình sẽ cho thay con này. Đó, và cái con cuối cùng mà chúng ta cần kiểm tra đó là số 08 này. Thì nó mở 150%, tức là cái van này đã mở full rồi. Nó mở không còn gì nữa rồi đấy. Thế mà nó vẫn bị cái nhiệt độ phòng nó vẫn là chưa đạt đâu nhá. Đấy, thì con này đang có vấn đề như vậy nhá. Qua một vài cái bước kiểm tra cộng với cả cái sơ đồ như vậy. Đó, và sau khi mà các bạn kiểm tra tất cả các cái tham số như vậy, đó thì lúc này các bạn nhấn vào cái nút test này nhá, có cái hình clear này đấy, để nó thoát ra về cái màn hình hoạt động bình thường, tức là hoạt động bình thường nhá. Đó thì các bạn nhấn quay nó lại cái phần đó, và các bạn chuyển cái chế độ quạt rồi các thứ về với chế độ bình thường nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.